mọi người, hôm nay là ngày off của mình và tụi mình có kế hoạch là sẽ đi hiking. Và nơi mà mình đi hiking đó là Alabama, chỉ cách nơi mình ở 1 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà nó thuộc nằm trong tiểu bang Alabama. Mời mọi người tham gia cùng với mình trong cuộc phiêu lưu ngày hôm nay nhé. Ui, bây giờ tụi mình đang order Starbucks để ăn sáng trước khi đi. Cái này là bacon cheddar sandwich something. And cái này là Thank you. Cái này là order gì mà quên tên ta. Nhìn cái bánh là nhớ, nó tên là YS and gì vậy? So hot. Ok, thôi chuyển qua phần nước đi. Mình order brown sugar oatmeal. Nghe nói cái này là mới ra, rất là giống vị trà sữa béo béo này. Tại vì hình như trong trà sữa nó cũng có một cái tên là brown sugar gì đó. Còn này là caramel frappuccino. Ok, nạp năng lượng trước khi đi thôi. Hôm nay mình thử cái vị brown sugar oatmeal này, mình rất là thích mọi người, tại vì nó không có ngọt lắm, nó vừa có vị cà phê và vị béo của sữa oatmeal nữa, cũng thơm ngon, cực kỳ thích. Chiều like cho em này. Trời ơi, mới chạy có 30 phút đã tới Sweet Home Alabama. Yay! Hồi nãy mình mới dừng lại ở chỗ Information Center thì C đã cho mình một cái bản đồ để mà đi tới được cái thác nước. Tại vì trong cái khu vực này là có rất là nhiều thác nước, mình sẽ đi cái chỗ khu nào thì C mới đưa cái bản đồ. Và mỗi chiếc xe là đóng 4 đồng cho cái ticket đậu xe. Bây giờ mình chỉ việc là follow theo cái đường màu hồng này. Here you go, mình chạy khoảng 4 mile đã tới cái thác rồi. So exciting. Bình yên là đây có thôi. Trời ơi, nước siêu xanh luôn mọi người. Trời ơi, tưởng đi bộ dài lắm, ai ngờ lái xe cái xuống rồi. Hồi nãy nó nói trong tờ giấy có chỗ barbecue đồ, biết vậy mình đem đồ xuống đây mình nướng ăn nhờ. Trời ơi, thật là tiếc đấy. Tiếc quá chứ mà. Wow. Yeah. Cái nước ở đây màu xanh ha. Cái này mà mùa thu ha, là siêu đẹp luôn á hả.
này là mùa thu á, là mình nhìn được mấy cái lá đằng kia màu vàng rồi. Giờ cây nó khô quá. Ôi em sợ quá. Cắm tay coi. Cái này mùa thu nhìn siêu đẹp. Còn qua bên cái cỏ gì không? Bên đó có hai cái nhà kìa. Trời ơi, đứng ở đây cho mình đẹp rồi. Ăn chỗ này bày barbecue là siêu luôn á, siêu ngon luôn á. Trời ơi, chắc bữa sau mình tới đây lại quá. À, công viên người ta có cho chèo thuyền không? Có. Nhưng mà em sợ chèo nó rớt xuống. Chắc chèo xuống quanh đây thôi. Có người chèo đó. Đem cái gì đó. Cái đó gọi là cái gì? Khay giác. Khay giác, đúng rồi. Đem khay giác đi ra. Em thấy có người chèo mà. Giống những chỗ thế này á, mình mua chèo, mình mua cái cài mà cài. Pháo hả? Bơm lên giá chèo. Chèo gần vậy thôi. Đúng rồi. Xong định hệ tì xì hơi giá. Sao khu. Còn những cái cài mà đi. Mình đã đi một vòng khảo sát xung quanh. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu đi hiking. Hồi nãy đi bộ quanh cái đó thì quanh cái khu sông nhỏ nhỏ đó thì cũng không có cái gì nhiều hết. Bây giờ mình thử khám phá đi xuống dưới đây coi thử có cái gì. Trời ơi, tao nói nước siêu đẹp luôn. Tìm cái góc nào quay chụp hình đi anh. À, em nghĩ mình chỉ xuống cái góc đó thôi. Wow, mình đang tiến lại gần khu vực thác nước chảy ồ ạt luôn. Không. Man. Sâu đẹp. Quá đã. Cái DeSoto Falls này là một trong những cái tháp nước cao nhất của tiểu bang Alabama đó mọi người. Và cũng theo như mình suy đoán thì đúng với cái tên của nó là nó được một người Mỹ khám phá ra cái chỗ này và đặt tên nó giống như là cái tên Mỹ đó. Oh my god. Oh. Cái này anh đứng trên cao nhảy xuống hả? Mà nó quá cao đi. Wow, blue water. Không biết trong video của mọi người có thấy rõ màu blue không? Mà nó siêu blue, siêu đẹp. Yeah, có người đứng xuống dưới tắm. Có người xuống được chứ. Chắc là đi đâu đó. Oh yeah, nó đi đường rừng á. Oh my god. Nước xuống đã luôn đó mọi người. Hiện tại nhiệt độ bên Mỹ đang là 64 độ F thì có khoảng là 16 độ C. Gió vẫn chiêu lạnh nhưng mà thời tiết này á, đi leo núi nó không có làm mình nóng quá. Gió nó thổi lạnh lạnh một chút nhưng mà cũng có cảm giác mát mát. Oh. Thiên nhiên hùng vĩ là đây. Có người xuống ở dưới kia, chắc mình phải tìm đường xuống dưới. Mai mốt xuống đây tắm, mùa hè xuống đây tắm khi nhiệt độ cao lên. Xuống đây tắm là siêu đã luôn nè. Ở đây có những cái bậc thang rất là cool mọi người ơi. Gì mà John Murphy á. To body and sour and give strength. Yeah. And Bray Tennessee. Trời ơi nhiều chữ. Way. Ok, sau khi đi chơi về thì mình sẽ đã đi chợ mới về. Mệt thở không nổi luôn. Mình đi Fresh Market and Walmart với là một cái chợ Việt Nam nữa. Mời mọi người xem hôm nay mình xin ăn món gì nha. Đây là mình mới trụng qua bắp, khoai và những seafood này. Cái mussel, cái tôm rồi là cua chân dài đồ. Chút nữa mình sẽ sắp với cái muối này rồi một chút dầu cay của đồ nấu crawfish đó. Đó, mình sẽ sắp lên và ăn.
Còn món nữa nha, còn nữa nha, chưa xong đâu nha. Này là bơ đờ nha mọi người. Mình làm tan chảy bơ xong rồi mình cho tỏi vào phi cho thơm nhé. Còn đây là món tiếp theo nha mọi người. Oyster nướng mỡ hành. Wow, nhìn cái con này nè, bự dễ sợ chưa. Con nào cũng bự hết, con nào cũng đầy luôn ha. Gỡ oyster rất chuyên nghiệp luôn anh à. Biết con gì không? Con gì? Đâu đâu đâu. Con cua, mình con cua nhỏ nhỏ. Chà, mỡ nhìn có vẻ easy. Đây, mời mọi người nhìn đồ. Riết làm mỡ quán nhậu được luôn á. Ngon quá, đói bụng quá rồi, xơi thôi, xơi thôi. Hoa 8 tháng 3. Con muốn bật cái khác coi. Ok. Bật cái hài hay gì đó. Tại vì cái này khi em nấu em xong rồi em để ngâm á. Luộc qua chứ không ngâm á. Con tại một người con hả? Cái gì cũng được. Nghe hài hài mua sồ này rất ngon. Thấm đồ thấm hết. Em làm cái mua sồ này thấy ngon này. Chứ bữa để thử một cái oyster coi. Cần vắt chanh rồi gì không anh? Ồ, có muối tiêu chanh rồi gì không? Quên muối tiêu chanh nè. Dạ, muối kêu. Là muối tiêu chanh rồi. Con nhỏ té rồi nghe con nhỏ. Đây. Mayonnaise and ketchup. Cái này là french fry mình mua ở Walmart này. Mình mua cái loại miếng cắt tròn tròn giống như này. Giống như là Chick-fil-A luôn. Nướng lên ăn giòn rất là ngon. Rồi giờ mình trộn lên với mayonnaise. Trời ơi. Giòn. Còn ngon hơn cả Chick-fil-A nữa. Còn loại french fry này là loại cũ. Có gia vị rồi nhưng mà mình không có thích bằng cái loại tròn này. Cái sốt đó cũng thấm rồi. Ngon quá mọi người. Snow crab thôi nhưng mà cái càng của nó cũng bự, cũng có thịt. Không lên nổi. Càng làm thử này. Thank you. Chấm muối tiêu chanh nha. Mùi hành ghê quá. Nhưng mà cái thịt nó bự ha. Anh thích ăn cái bắp đây luôn.
bữa hôm cái chỗ kinh seafood á, nó bán bắp dạng giống như thế này, không muốn ra đổi chỗ á, nó non hơn, nó không ngon. Được không, mình mua không? Về người ăn một gì đó rồi. Con này là ngon, ăn này ngon em. Còn quá muốn nữa không? Ăn hết cái này. Đừng có bỏ qua đây oan. Vô. Vô. Kiểu này chứ chắc nhà hàng đóng cửa hết. Nhà hàng đóng cửa là thế. Béo ghê chứ. Vừa ngon. Làm tê ra ngon. Cái gì nó cũng thấm hết đó ha. Thôi, bye bye mọi người. Mình phải tiếp tục ăn đã. See you guys next time. Bye.